Khoa học tự nhiên lớp 8 bài 28 Hệ vận động ở người Khi các vận động viên nâng tạ thì các cơ quan trong cơ thể đã hoạt động đồng thời để giúp tay bạn có thể nâng tạ lên. Đây chỉ là một trong hàng ngàn nhiệm vụ mà hệ vận động thực hiện. Như chúng ta đã học ở bài trước thì hệ vận động bao gồm xương và cơ. Trong khi xương có chức năng vận động nâng đỡ cơ thể, bảo vệ các nội quan, sinh ra các tế bào máu và dự trữ cùng cân bằng chất khoáng, thì khớp giúp nối các xương lại với nhau và hỗ trợ chuyển động linh hoạt. Cơ vân bám vào xương và có khả năng co giãn, nhờ đó mà chúng ta có thể vận động, dự trữ và sinh nhiệt. Trước hết ta tìm hiểu xương được cấu tạo từ gì. Xương bao gồm nước và các chất hữu cơ như protein, lipid, saccharide, giúp cho xương có tính đàn hồi. Chất vô cơ chủ yếu là muối, giúp cho xương rắn chắc và bền bỉ. Hình dạng của xương sẽ phù hợp với vị trí và chức năng mà xương đảm nhiệm. Xương ngắn cho phép các cử động linh hoạt, trong khi xương dài và cứng như xương đùi sẽ cung cấp sức mạnh và giúp cho khả năng vận động. Lấy xương đùi làm ví dụ, thì ở đầu xương có mô xương xốp với các tế bào sắp xếp thành hình vòng cung để chịu lực. Thân xương có mô xương cứng với các tế bào sắp xếp đồng tâm, giúp cho xương vừa nhẹ vừa chắc chắn. Bên trong là tủy xương, nơi dự trữ chất béo để cung cấp năng lượng khi cần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về khớp khớp được hình thành khi hai hoặc nhiều xương nối lại với nhau các khớp được chia thành ba loại chính dựa trên mức độ hoạt động khớp bất động khớp bán động và khớp động khớp bất động là những khớp không thể cử động chẳng hạn như các khớp ở hộp sọ các xương sọ khớp lại với nhau theo hình dạng răng cưa nên không thể cử động Khớp bán động là những khớp có khả năng cử động hạn chế, ví dụ như các khớp ở đốt sống, giữa các đốt sống có các đĩa sụn, giúp giảm sốc và giảm ma sát. Khớp động là những khớp cử động dễ dàng, chẳng hạn như khớp ở đầu gối, giữa hai xương ở khớp động có sụn bao bọc, giúp chống sốc và giảm ma sát, dịch khớp ở giữa hai xương, bôi trơn khớp và các dây chằng giữ hai xương lại với nhau. Vậy thì cơ vân được cấu tạo như thế nào? cơ vân bao gồm các bắp cơ được tạo thành từ các sợi cơ bó chặt với nhau mỗi sợi cơ chứa nhiều tơ cơ và các bắp cơ này sẽ bám vào xương thông qua gân những bó cơ sẽ nhận tín hiệu từ hệ thần kinh làm cho tơ cơ thay đổi chiều dài dẫn đến sự co giãn của bắp cơ quá trình này tạo ra lực phối hợp với hoạt động của các khớp để giúp cho xương chuyển động ví dụ khi chúng ta nâng một quả tạ cơ nhị đầu tay co lại tạo ra lực kéo xung quay lên đồng thời cơ tam đầu tay giãn ra giúp cố định khớp khuỷu cho phép cánh tay co lên hệ vận động đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể vì vậy chúng ta cần phải thường xuyên tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe tập luyện không chỉ giúp cho tim đập nhanh hơn làm mạnh mẽ cơ tim và mạch máu mà còn kích thích sự phát triển tế bào cơ tăng cường lượng máu đến cơ từ đó mà tăng sức bền và khối lượng cơ khi vận động thì cơ thể sẽ tiết ra chất nhờn giúp cho dây chằng vững chắc và dẻo dai hơn nhờ đó mà các khớp trở nên khỏe mạnh tập thể dục cũng kích thích các tế bào tạo xương và sụn giúp tăng khối lượng và kích thước của xương ngược lại khi chúng ta có nguy cơ mắc các bệnh về hệ vận động như loãng xương bông gân viêm cơ viêm khớp và còi xương Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.